Mình phải trở thành người có giá trị sử dụng và hãy để người khác sử dụng trí tuệ của mình thì mình mới được kiếm nhiều tiền. Còn nếu họ chỉ sử dụng thân xác này thôi thì sẽ không có nhiều tiền đâu, bởi vì xã hội đã có định mức rồi. Còn trí tuệ là không có định mức. Đây là tiền. Đúng không? Và ở đây là số 8. Số 8 này là cái số không có lối thoát. Khi anh chị chia sẻ vào đây là kiến thức thì anh chị sẽ có kiến thức. Khi anh chị chia sẻ vào đây là tiền thì anh chị sẽ có tiền. Khi anh chị chia sẻ vào đây những điều tốt đẹp thì cả điều tốt đẹp sẽ đổ vào đây. Còn nếu anh chị làm ngược lại, những điều tiêu cực thì tiêu cực nó lại xuất hiện với cuộc đời của anh chị, và nó cứ luẩn quẩn như vậy. Cho nên là năm nay là năm số 8. Hãy chia sẻ thật nhiều điều tuyệt vời. Hãy tham gia ngay các khóa học của thầy Trần Thánh Tư để có được tư duy đột phá, làm chủ công nghệ, phát triển kinh doanh. Đăng ký ngay tại trầnthanhtu.vn.